Gia Bảo, Yes. Khánh Linh, Khánh Linh, no, Anh Tú, Yes. Thục Uyên, Quang Yến Nhi, Yes. Hà Khang, Yes. Hà My, Yes. Ngọc Diệp, Ngọc Diệp, Bảo Trâm, Yes. rồi bên chào vào lớp rồi. Còn bạn nào vào lớp nữa mà cô gọi không nghe nha. Ngọc Diệp vào rồi nè, nãy cô không nghe. À, mấy con bị lỗi hả? Ngọc Diệp, con ao ra xong con vào lại. Con ao ra xong con vào lại. Và các bạn lọc sách ra cho cô nhé. Từ đây về sau khi mà mình làm bài ở nhà thì mình làm mực màu nào thì sửa bài sẽ dùng một màu khác. Cô khuyên là con nên dùng một màu đỏ, thì khi con ôn bài con sẽ biết là cái chỗ nào là con bị thiếu sót ha. Bật cho cô sách chuyên sâu trang 62 nè. Xin chào cô. Con mới vào hả? Dạ vâng. Con mới gửi tin nhắn xong luôn. Để con. Cô nghe thấy con nói chưa? Con nghe rồi, con nghe rồi. Dạ vâng. Rồi các bạn bật mic lên, và mình có một cái bước nữa là khi mình đọc á, mặc dù ở bên cạnh nó có phiên âm nhưng mà các con sẽ không về nhà, các con không có đọc theo kiểu là đọc bên này nhìn bên đây nó lâu, với lại các nhiều khi nhiều bạn cũng không có nhìn. Thì khi mình đọc từ ấy, đọc theo cô và nhớ là tự đánh âm nhấn vào luôn ha. Khi con đánh âm nhấn vào cái lúc mà con nghe cái âm đó rồi con tự đánh luôn. Tại nhiều khi con đánh xong rồi mà con không chắc thì con có thể nhìn qua đây, thì lúc đó sẽ là cái bước sau. Còn bây giờ là mình sẽ nghe để mình cảm âm đó luôn. Bật mic lên đọc cho cô nhé. Anthem. Answer. Anthem. Answer. Character. 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 Compose. 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 Composer. 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 Concert. 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 Control. 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 Control.
Control. Control. Country music. 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 Country music. Country music. Exhibition. 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 Folk music. Folk music. Folk music. Folk music. Music. Gallery. 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 Musical instrument. Musical instrument. 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 Musical instrument. Musical instrument. Nhấn âm một á, nhấn âm một là instrument. 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 Originate. 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 Âm này sẽ là âm A, nate. Originate. Originate. Perform. 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 Photography. 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 Portrait. 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 Mình còn có một cách đọc nữa là portrait. Ha, portrait. 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 Prefer. 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 Puppet. 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 Sculpture. 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 Water puppetry. Water puppetry. 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 Water puppetry. Water puppetry. There's a look at the words and read for me, please. Each time you read one table, look at my screen. There is one table. So help me to read the words from anthem. Anthem to country music. Hà Cang. Anthem, character, compose, composer, concept, control, country. Country music. Gia Bảo, please. Anthem, character, compose, composer, concert, control, country music. Control. Control. Control, đúng rồi. Control, được chưa nào? Control. Control. The next page. Khánh Linh, please. From exhibition to portrait. Exhibition. Folk music. Gallery. Musical instrument. Originate. Originate. Cô ấy điểm đâu ạ? À, đọc cho cô tới từ portrait. Originate. Perform. Photography. Portrait. Rồi nhấn âm lại nè. Perform. 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 Photography. Photography. Đúng rồi, photography. Thank you. Again, done. Exhibition, folk music, gallery, musical instrument, organage, perform, photography, portrait. Rồi đọc lại cho cô âm này nè. Instrument, instrument, instrument,
À. Cô nhầm nhắc trúng cái gì rồi? Đúng rồi. À. Tiếp âm này nè. Originate. Bốn âm tiếp ha. Originate. Originate. Ừ. Âm này nè. Photography. Photography. Thank you. Hà My nè. Exhibition, folk music, gallery, musical instrument, originate, perform, photography, portrait. Portrait. The next page. Prefer. Ý Nhi nào. Refer, puppet. Sculpture, water puppet tree. Water puppetry, thank you. À, trong tiếng Anh mình sẽ để ý cho cô ba cái âm này nó khác nhau nha. Âm T nè. Khi mình phát âm thành âm T đúng không? Rồi âm tiếp theo. À, âm tiếp theo là âm ch. À, cái âm mà trong tiếng Việt mình nó hơi giống cái âm này nè. Âm ch. Và âm cuối cùng là âm tr. À, khi cái âm này trong phiên âm nó sẽ ghi là chữ T với chữ sh nhé. À, nếu như mà con nhìn thấy cái từ mà nó có cái gốc là T-U-R-E, mình sẽ đọc là chữ tr này. Tr, tr có gió ra. Tr, tr. Ví dụ như từ culture. Culture. Mặc dù nó là chữ T nhưng nó thuộc cái chữ tr. Còn cái từ này ví dụ như là T. Được chưa? Còn từ puppetry thì cái từ này là âm tr. Tr này không có hơi. Tr này cong lưỡi nhưng mà không có hơi. Còn âm tr này là có hơi ra. Được chưa nào? Vậy thì ở đây ha. Sculpture. Sculpture. Tr. Được chưa nào? Đọc cho cô lại nè. Ngọc Diệp nè. Đây đây đây. Ngọc Diệp nghe không nè? À, đọc cho cô Em ta đúc dọc Perfect. But sculpture. pressure the Puppetry, bảo trang please. Puppets. scripture Sculpture, scripture sculpture. scripture À, con chỉnh cái mic lại nó hơi nhỏ, con chỉnh con vặn âm lượng lên nhé, và âm lượng lên. Bản tiếp theo nhé. Turn on the microphone and repeat after me. Piano. 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 Saxophone. 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 Trombone. 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 Trumpet. 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 Cuối giờ học xong các bạn phải chụp chụp cho cô cuốn sách nha. Và tất nhiên là phải có cái nét màu đỏ hôm nay sửa bài á. Trong hôm nay mà không có một cái màu gì trong sách là suy ra con không sửa bài. Được chưa nào? Ơi. Violin. 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 Drum. Drum. Guitar. 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 Gong. 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 Flute. 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 Organ. 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 Harmonica. 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 Harp. 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 Đọc lại lần nữa nhé. Piano. 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 Saxophone.
Saxophone. Trombone. Trombone. Trumpet. Trumpet. Violin. Violin. Drum. Drum. Guitar. Guitar. Gong. Gong. Flute. Spirit. Organ. Organ. Harmonica. Harmonica. Harp. 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 Thank you. Thank you. Thục Uyên, please help me to read on the words. Piano. Saxophone. Trombone. Trumpet. Violin. Drum. Guitar. Gong. Flute. Organ. Harmonica. Harp. Đọc lại cho cô âm này nhé, âm ba nhé. Violin. 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 Organ. Organ. Thank you. Gia Bảo. Piano. Saxophone. Trombone. Trumpet. Violin. Drum. Guitar. Gong. Flute. Organ. Harmonica. Harp. Này nhân âm 2 mình sẽ đi xuống rồi mình đi lên nhá. Trombone. Trombone. Ha. Trombone. Thank you. Hà My nè. Piano. Saxophone. Trombone. Trumpet. Violin. Drum. Guitar. Gong. Flute. Organ. Harmonica. Harp. Flute. Flute. Âm U mà hả? Flute. The next one. Cái phần này càng phải đánh âm nhấn vào ha. Âm này nó khá là dài luôn. Character. Bật mic lên nào. Character. 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 Nhìn nha, chỗ này mình có chữ X nè, cho nên âm nhấn nó sẽ đứng trước chữ X lại. Characteristic. Characteristic. Khi mình thêm hậu tố o với ly là mình không có đổi biến âm gì cho nó, mà vẫn nó sẽ cũng nằm ở đó luôn. Ha. Characteristically. Characteristically. Chỗ này không đọc là coolly mà mình sẽ đọc là tickly ha. Tickly. Characteristically. Characteristically. Những âm như thế này về con nhìn vào con sẽ bị rối, cho nên làm cho con một cái bước nữa là mình sẽ gạch cái số âm mình cần phải đọc ha. Characteristic là 5 tiếng nè. Characteristic. Gạch vào ha. Rồi. Characteristically. 6 tiếng. Characteristically. Rồi những từ mà nó thêm hậu tố phổ thì mình sẽ không có biến âm. Character mà thêm phổ là không có biến âm thì vẫn là characterful. Characterful. Characterize. 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 Characterless. Characterless.
Control. Control. Controllable. 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 Controlled. 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 Exhibition. 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 Exhibitionist. 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 Exhibitionism. À, nhớ cho cô cái góc này nè, cái góc ISM á, thì chữ Y mình sẽ đọc trước cái cộng với một cái phụ âm đứng trước nó. Còn cái chữ SM mình sẽ đọc thành chữ dùm ha. Exhibitionism. 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 Originate. 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 Origination. Nó sẽ nhấn âm trước chữ sình. Origination. Origination. Original. 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 Originator. 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 Originally. 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 Perform. 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 Performance. 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 Performer. 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 Khi con nghe cô đọc cái âm đó thì con sẽ nghe trước, nghe xong cô tự đánh cái âm, con xác định âm nhấn, sau đó nhìn lên màn hình sao lúc này xác định là ở cái âm nhấn mình mới nghe xong nó có đúng với cái mà mình nhìn, cái trên màn hình có đúng như cái mà mình nghe được không. À, photography. 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 Photographic. 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 Photographically. 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 Photograph. 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 Photographer. 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 Puppet. 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 Puppeteer. Puppeteer. Nhớ cho cô cái nhắm cái âm cái góc y á là sẽ làm mẹ âm nhóm ha. À. Puppeteer. Puppeteer. Puppetry. 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 Khi mà mình phát âm nha, mình nói á, phần speaking á, mình sai một hai âm nhấn không sao, người ta vẫn hiểu. Nhưng mà mình làm bài thi á, một âm nhiều khi mình không nhớ rõ thì nó cũng dẫn tới đáp án sai rồi.
À, cho nên cái phần thi nói của mình nó sẽ khác, cái phần mình thi ngữ pháp thì nó sẽ khác. Rồi, turn on the microphone and repeat after me one more time, please. Bật mic lên lập cho cô lần nữa ha. Character. 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 Characteristic. Characteristic. Characteristically. Characteristically. Characterful. Characterful. Characterize. Characterless. Characterless. Control. Control. Controllable. Controllable. Controlled. Controlled. Exhibition. Exhibition. Exhibitionist. Exhibition. Exhibitionism. Exhibitionism. Originate. Originate. Origination. Origination. Original. Original. Originator. Originator. Originally. Originally. Perform. 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 Performance. Performance. Performer. Performer. Photography. Photography. Photographic. Photographic. Photographically. Photographer. Photographer. Puppet. Puppet. Puppeteer. Puppeteer. Puppetry. Puppetry. Rồi, các bạn đọc là thẹt ha. Cái từ này sẽ đọc là y nhá. Puppet nhá. Nhớ cho cô nhá. Puppet. À, puppet làm y không phải làm y âm e ha. Puppet. Puppetry. À, puppeteer. Y. 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 Rồi, hai phút nhìn lại từ vựng. Do đó cô sẽ cho một cái hoạt động đố từ ha. Đố từ thì tất nhiên cô cũng sẽ cho nhìn từ, nhưng mà mình phải nhìn lại để mình biết định dạng cô đọc cái từ đó nằm ở đâu. Nhiều khi mình không nhớ hết nghĩa của từ đó. Cô bấm giờ 2 phút ôn lại từ nhé. 2 phút bắt đầu. Đọc hết một lượt từ A đến Z luôn nha. Từ cái phần mà anthem bài quốc ca đó.
Ok, time's up. You can look at your book. Chỗ này cô cho nhìn sách nha. Nghe cô nói rồi dịch cho cô nhé. First, I will read one word in English. Then, you listen and write down the words in English, accompanied with Vietnamese meaning. Send to the chat box in 30 seconds. Mê dịch cho con À, cô là mình có thể nhìn sách và mình cô đọc bất cứ từ nào thì mình sẽ dịch nghĩa tiếng Anh sang tiếng Việt. có biết từ tiếng Anh không? Nghĩa là viết từ tiếng Anh xong rồi là mình sẽ dịch nghĩa sang tiếng Việt bất kể bất kỳ. Bao Khoảng một phút à? no Linda bao lâu? Hôm nay cô là 15 giây ạ. Bye Phải không? 15 bye phút ta. À, 5 giây à? ạ. No, 30 giây, 30 seconds. Second là giây á. À, 30 seconds. Rồi, nhẩm nhẩm gì đây? Ủa, con nhớ cô bảo 15 mà. 30. À, 30 seconds. 30 seconds. À, 30 giây thôi ha. À, Cô bạn ơi, nào? Sao? con vẫn chưa hiểu lắm cô ạ. À, cô sẽ đọc một từ tiếng Anh trong bài ngày hôm nay. Cứ một từ như thế, con có 30 giây. Cô sẽ viết cái từ mà cô ấy đọc bằng tiếng Anh đó. Sau đó con cho nghĩa tiếng Việt bên cạnh luôn. Và con được quyền giành sách nha. Làm tất cả hai ạ. Viết cả hai. À, 30 giây. 30 giây. À, để nó không... Tức là khi mà mình gõ từ tiếng Anh thì nó sẽ bị nhảy tiếng Việt đúng không nào? À, cho nên là cô chấp nhận mình gõ tiếng Việt không dấu cho nhanh. Tại vì chỉ có 30 giây thôi mà con phải chuyển bàn phím từ tiếng Việt sang tiếng Anh nó sẽ lâu. Tức là gõ từ tiếng Anh sau đó qua tiếng Việt. À, nếu như mà bàn phím, nếu mà con có thể gõ từ tiếng Anh, gõ từ tiếng Việt có dấu thì càng tốt. Nhưng mà nếu cảm giác là nó khó handle giữa hai bên, con chỉnh cái bàn phím nó lâu ấy, thì con được quyền gõ tiếng Việt không dấu. Cô đọc hiểu là được ha. Một từ 30 giây. Được chưa? Để cô xem 30 giây có làm được điều đó hay không ha. Number one. Compose. Nhanh nhất nhân đôi nha. Từ một điểm, bạn nào nhanh nhất từ nhân đôi. Five, four, three, two, one. Time's Okay, compose. À, biên soạn hoặc là soạn nhạc. Bảo Trâm, đầu tiên ha. Bảo Trâm, two. Hà My, one. Linda, one. Đang thiếu tiếng Việt rồi. Đan chưa có điểm. Thục Uyên one, Ngọc Diệp one, Yến Nhi one, Hà Khang one, Gia Bảo one. Number two. Tùy bài nhé. Có từ mà nó dài quá thì cô sẽ tăng số giây lên. Musical instruments. 45 giây bắt đầu. Musical instrument. Musical instrument. Five, four, three, two, one. Time's up. Lát nữa cô thêm giờ nhé. Bao nhiêu bạn dùng iPad nhờ? Giơ tay lên lại cho cô nhớ nè.
Yến Nhi với ai nữa nhỉ? Thục Uyên, Gia Bảo đúng không? Ba bạn đúng không? Ba bạn sẽ được cộng thêm 30 giây nữa. Ha, lần qua lượt sau nhé. Qua lượt sau sẽ được cộng thêm 30 giây nữa. Lượt này cô vẫn tính điểm bởi vì mình gõ chậm ha. Dan bị sai chữ cuối rồi. Musical đâu phải là musician đâu. Được chưa? Dan no. Hà My chill. Bảo Trâm one. Linda one. Thục Uyên one. Hà Khang one. Ngọc Diệp one. Yến Nhi one. Gia Bảo one. Tức là khi cô nói hết giờ thì những bạn mà làm bằng iPad có thêm 30 giây nữa để gõ nhé. iPad nó lâu ấy, nó lâu hơn bàn phím rất là nhiều phải không Linda? Sao cô trợn mắt lên nhỉ, ngạc nhiên hả? À, chỉ có từ dài thì mới cho thêm 30 giây nha, từ nào ngắn thì vẫn số giờ, từ dài là thêm 30 giây, còn từ nào ngắn thì chỉ thêm 15 giây thôi. Sao vậy, ước gì mình dùng iPad. Ok, the Photography. Photography. Time's up. Bảo Trâm, Chiêu, Thục Uyên, One, Linda, One, Hà My, One, Dan, One, Yến Nhi, One, Hà Khang, One, Gia Bảo, One, Ngọc Diệp, One. Lần này thì ghi tiếng Anh cho cô thôi nhé. Ghi tiếng Anh cho cô thôi, không gọi tiếng Việt nha, ghi tiếng Anh nha. Rồi cứ một từ tiếng Anh thì mình có 25 giây để gõ một từ ha, từ nào dài thì sẽ là 50 giây. Saxophone. Saxophone. Five, four, three, two, one. Time's up. Saxophone. Hà My two. Hà Khang one. Gia Bảo one. Dan one. Linda one. Yến Nhi one. Bảo Trâm one. Thục Uyên one. The next one. Ngọc Diệp nhanh tay lên nha. Ngọc Diệp nha. Ở cái này để luyện nghe. Mình luyện nghe. Nghe được cái từ đó mình có nghe được âm đó không ha? Harmonica. Harmonica. Sao con có thể gõ được một từ trong vòng 2 giây? Không thể tin được. Không thể tin được. Vừa mới đọc xong là có đáp án ngay. Unbelievable. Time's up. Hami, Chiêu, Bảo Trâm, Quan, Linda, Quan, Đan, Quan, Uyên, Quan, Yến Nhi, Quan, Gia Bảo, Quan, Hà Khang, Quan. Từ tiếp theo gõ tiếng Việt nhé. Từ này gõ tiếng Việt nhé. Rồi chỉnh phong tiếng Việt nào. Water puppetry. Water puppetry. Three, two,
One. Thumbs up. Water puppetry. Hà My Châu, Bảo Trâm, Đan, Yến Nhi, Thục Uyên, Hà Khang, Linda, Gia Bảo, One. Và bây giờ mình chuyển qua phần tiếp theo nha. Gói câu hỏi của phần phonetics. À, đây, cô có hai câu. Cứ một lúc là mình sẽ làm hai câu. Ha. À, số câu hỏi sẽ được tăng đôi theo số thứ tự. Ví dụ cái gói câu hỏi số 1 thì sẽ là 1 điểm. Mà gói số 2 thì sẽ là 2 điểm. Gói số 3 thì sẽ là 3 điểm. Bạn nào nhanh đầu tiên thì sẽ được nhân đôi. Hiểu chưa nào? À, một câu như vậy mình có một gói hai câu thì con sẽ có 40 giây để làm. 40 giây cho hai câu ha. Rồi gói đầu tiên 1 điểm. Bắt đầu. Five, four, three, two, one. Time's up. Rồi, lần sau cái con gõ đáp án cô chấp nhận nha. Ví dụ như con chọn một A hay A thì cô chấp nhận cho con gõ là A A. À, cô gõ theo thứ tự nha. Được chưa? Còn nếu mà con gõ là A B xong con nói là cô ơi B là con 1, A là con 2 thì cô không chấp nhận tại vì mình đã quy định là nó theo thứ tự luôn. Được không? Cô nói A A thì cô sẽ mặc định là số 1 và số 2. Khánh lên number one. Number one, collections, traditions, exhibition, question. Collection, tradition, exhibition, and question. Question D is the answer. Number two, Hà My. Version, pleasure, usual, design. Design, design. D and D. D and D. Đan, một điểm nhân đôi. Gói, tức là gói số 1 thì nó sẽ 1 điểm và gói số 2 thì nó sẽ 2 điểm. Mà Đan nhân đôi 2 điểm. Hà My quan, Bảo Trâm quan. Gia Bảo no, Yến Nhi no, Hà Khang one, Thục Uyên no. À, gói tiếp theo, cô cho một, một 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 gói là tăng lên nhá, 50 giây nhá. Được chưa nào? 50 giây ha. Gói số 2 nhá. 1 2 3 go. Five, four, three, two, one. Time's up. Thuộc viên number three. Number three is the Đọc cho âm cho con nào. cô có thể Closure. Sao không? Đọc cho cô là closure closure, sure sure, pleasure pleasure and leisure.
Pleasure and leisure. B. Gia Bảo. Ocean. Ocean. Concert. Concert. Musician. Musician. Official. Official. BB. BB. Hà My. 4 điểm. Hết rồi. À, Linda 2 điểm. Linda 2 điểm. Gói câu hỏi tiếp theo 3 điểm nha. 1, 2, 3, go. Five, four, three, two, one. Chân ra. Ý nghe nè. So so expensive. Expensive. Saxophone. Saxophone. music. Music. D. Hà Khang. Treasure. Treasure. Closer. Closure. Exposure. Exposure. Ensure. Ensure. DD. Đồ bán hôm nay bị gì á? Nào đi đi chung nhau rồi ta. Rồi. Hà My sửa lại hả? Hà My. Hà My 3 nhân 2 6 điểm. Gia Bảo 3 điểm, Bảo Trâm 3. Thục Uyên 3 điểm. Có tiếp theo nha. Có câu hỏi tiếp theo nha. Có câu hỏi tiếp theo có giá trị là 4 điểm. Càng về sau càng nhiều điểm ha. Ban đầu không được, mình về sau mình được điểm thì mình kéo lên. 50 giây bắt đầu. Five, four, three, two, one. Time's up. Done. Done number Đọc cho cô nè. Number Đọc seven cho is cô nè. Đọc cho cô nè. Happy. happy, happy, Happy. heart. Hard. Chỗ này không biết. Biết không? Không biết thì đọc câu D Similarly, thôi. Đọc câu D nè. Đọc câu D nè. talent. Talent. Đáp án sẽ là câu B. Hard. Similarity. Similarity. Bảo Trâm nè. Bảo Trâm nào không? Đầu tiên. Câu đầu đọc là khó. Chorus. Câu B đọc là brochure hoặc là brochure ha. M. Xe. Machine. Câu D là Xe.
sharp B A đâu nhỉ? À tôi thấy rồi. B A. Trời ơi, Hami thay đổi chóng mặt luôn á. Rồi, nhưng mà vẫn đầu ha. BA Hami, 4 x 2 là 8 điểm. Linda, no. Gia Bảo, no. Bảo Trâm, Bảo Trâm 4 điểm. Hoàng Khang, 4 điểm. Rồi, tiếp theo nè. Gói tiếp theo nha, có giá trị là 5 điểm. 50 giây bắt đầu. Ủa Minh vào hồi nào vậy? Sao cô không biết vậy? Minh vào hồi nào vậy? Bảo 8:10 cô. Thế giờ lặng lẽ vậy? Hết hồn. Giờ phải nhắm. Bấm sao bạn nào vào là con phải nhắm vào hộp chat. Cô nói là con vào rồi nha. Này. Cô mời Ngọc Diệp nè. Ngọc Diệp làm cho cô chính nè. Treasure. V. Diệp ơi có đọc không? Cái biết không cô không nghe. Vision. Cô nghe thấy chưa? Rồi cô nghe rồi. Vision. Discuss gì đây? Discussion. Vậy đáp án sẽ là câu nào? Câu C. Decision. Quang Minh làm câu 10 nè. Axie. Exhibition. Ừ. Action. Question. Ừ. Tradition. Tradition. CC. CC. Con này 5 điểm ha. Hà My 10 điểm. Gia Bảo 5 điểm. Linda 5. Yến Nhi 5. Hà Khang sửa rồi không tính nha. Tại vì mình sẽ tính cái đáp án cuối cùng. Gói tiếp theo 6 điểm. Ê, 6 điểm nha. Bạn nào ít điểm lúc trước là có thể gỡ điểm ấy. Càng về sau càng gỡ điểm ha. Hai câu nha. 50 giây. Bắt đầu. Three, two, one. Đan Đan nè. Please. Đọc, 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 đọc. Collect. Clean. City. Say. Linda. Pottery. Melody, model, prophet.
Profit. Câu B, C, B ha. C, B. C, B. Bảo Trâm. Bảo Trâm C, B. 6 nhân 2, Bảo Trâm 12 điểm. Đi ra giấy nha con nha. Bạn nào không ghi lát mình nói cô con bao nhiêu điểm con không nhớ đâu đó. Hà Khang 6 điểm. Đan 6 điểm. Hà My gửi sau nha. Hà My sửa bị trễ rồi. Gói câu hỏi tiếp theo 7 điểm nè. 50 giây bắt đầu. Tham gia. Tham gia. Này. Yến Nhi nè. Near. Near. Clear. Clear. Dear. Dear. Learn. Learn. Đi. Gia Bảo. No. Not. Needed. Needed. Found it. Found it. Wanted. Wanted. A. D. A. D. A. Hà My. Cái này thứ bảy hả? 14 điểm. Hà My 14 nè. Hà Khang 7 điểm. Thục Uyên 7, Bảo Trâm 7, Gia Bảo 7, Yến Nhiên 7, Ngọc Diệp 7 điểm, Đan 7 điểm. Rồi, gói tiếp theo 8 điểm nha, ai nhanh là 16 điểm đúng không? Đây, 50 giây bắt đầu. Để làm nhanh là con phải có một cái tờ giấy bên cạnh, một cái bút bên cạnh để đọc cái âm gì, để ghi cái âm đó ra trên giấy á. Không bị nhầm nha. Nhiều khi con đọc đúng rồi mà phải quay lại là chọn sai. Ghi bài nào không cảm giác mình không có nhớ thì ghi ra trái. Three, two, one. Time's up. Hà Khang nào. I'm gonna go spring swimming thing realize. Realize. Mary nào. Country. Hungry. Fly. Every. Ai. Fly am I ha. DC. DC Hà My. Hà My đầu tiên nhá. Hà My 16. Quang Minh 8. Linda 8.
Yến Nhi 8 điểm, Thục Uyên 8, Bảo Trâm 8, Gia Bảo 8, Mary 8 điểm. Câu tiếp theo, mình chỉ còn hai gói nữa thôi nha. Gói này 9 nhân 2 18 điểm ha. Rồi. 50 giây bắt đầu. À, đề bị sai rồi. À, đâu có sai đâu. Cô nhìn nhầm. Five, four, three, two, one. Time's up. Bảo Trâm nè. Why? Why? Who? When? When? What? What? Be? Quang Minh nè. Quang Minh sao tắt cam rồi? Rồi, Minh nè. Finished. Reported. Landed. Succeeded. Succeeded. A, B, A. B, A Thục Uyên. Thục Uyên 18 điểm. Quang Minh 9. Hà Khang 9. Hà My 9, Mary 9, Bảo Trâm 9, Ý Nhi 9, Linda 9. Quá câu cuối cùng 20 điểm nè. 50 giây bắt đầu. Three, two, one, xem xét. Thục Uyên. Celebrate. À. Lazy. Location. Không biết đọc. À, nhưng mà biết ba âm kia, ba âm kia đủ rồi, biết ba âm là đủ rồi. Mechanic. Mechanic. Khánh Linh nào. Conclusion. Angela. Rush. Mission. Đáp án là câu nào? Câu Câu trời A. ơi đau lòng Đáp không vậy? Đọc rình rồi. Conclusion rồi. không? Ủa? Không hiểu sao mà con viết sang B ấy, cô kiểu con bị lag cô. Ensure, đọc ensure đúng không? Ensure. Vâng, em chưa mà. Conclusion. Ai đi ai nè. Ai 10 điểm đây? Ai 10 điểm đây? Đi ai. À, cô biết sao các bạn chọn câu B rồi, bởi vì các bạn đọc là conclusion đúng không? Đi ai. À, Quang Minh 20 điểm. Hết rồi, có mỗi Quang Minh được 20 điểm câu này thôi. Hey. Rồi, tổng điểm lại cho cô nè. Nhắn vô hộp chat gửi riêng cho cô nhé.
Rồi, hôm nay Hàm My về đầu ha. Hàm My về đầu 78 điểm. Vị trí thứ hai là Bảo Trâm, 51 điểm. Vị trí thứ ba là Thục Uyên, 42 điểm. Được chưa? Hôm nay Minh vào sao? Xui thôi. Chứ không vào đầu là ổng giành điểm. Tức là mình học là điểm ngang ngang nhau, nhưng mà phải có cái phần mà trước sau số điểm nó tăng dần theo thì chỗ đó nó mới ra thắng thua cái khúc đó. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình sẽ lật sách ra sửa bài cho cô nè. Trang 69 nè. Trang 69 ha. Và con sẽ sửa cho cô cái gói câu hỏi đầu tiên 10 câu nè. Sửa bài vào và phải ghi cái âm đó cho cô nha. Ghi cái âm và câu nào sai khoanh lại cho cô. Ví dụ như trong cái bảng này con sai câu số 6 thì con phải dùng cây bút đỏ con khoanh câu 6 cho cô. Cuối giờ chụp gửi cho cô xem cái phần sửa bài bằng cây bút khác màu nha. Cây bút mặt hồng nó giống màu là cô không biết là con sửa ở đâu á. Như nè. Thôi. Ok là bây giờ lại cái bảng này. Sao con? Em là bây giờ ghi lại cái bảng này. Không phải ghi cái bài này trong sách mà. Cái bài này trong sách mà mình sửa cái câu đó mình phải biết cái câu đó nó phát âm như thế nào chứ. Lỡ mình đánh lụi nó trúng thì sao? Cô cho 4 phút sửa bài nhé. 4 minutes. Hà Khang ở trên xe ghi không được thì hôm sau phải bổ sung lại cho cô và gửi vào một cái bút khác màu cho cô. Để cô biết là mình có sửa bài. Và khi cô nhìn vô cuốn sách của mình mà chỗ nào nó cũng một màu xanh là mình không biết cái chỗ nào mình cần ôn lại đâu. Nhiều khi mình đánh lụi chúng cũng có. Mình sửa bài chưa Minh? Đúng hết cô ơi. Thì đúng nhưng mà sao? Nhưng mà cô ơi, em có mỗi bút xanh. Có mỗi bút xanh thôi. Có bút chì không? Có mỗi mấy cái bút xanh từ cô. Nhà nghèo quá, chỉ có bút xanh thôi. Em nghèo lắm. Để lát cô hỏi mẹ nha. Mình nói nhà nghèo quá, chỉ có bút xanh thôi, không có bút đỏ. Rồi. Nhưng mà phải sửa cái này cho cô vào. Chưa? Ôi, Sao? cho lắc cao nghệ sĩ một chút ạ. Sao? Con bị đau bụng mà đi vệ sinh, con cho lắc cao một lúc được không? Không hiểu á. Con nói gì? Kiểu con bị đau bụng muốn đi vệ sinh đây, con cho nó lắc cao một lúc rồi. Được 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 được. Và mình ở nhà mình làm bài nó sẽ khác trên lớp hoặc là trong đề thi á. Trong lúc mình thi mình chỉ có khoảng 30 giây cho cái câu đó thôi, cho nên nó sẽ khác chứ. Bắt buộc mình phải ngồi mình note lại ha. Các bạn xong hết rồi đúng không nào? Mình qua bài số 2 nhé. Khi làm bài thì phải đọc cho cô âm đó. Giải thích cho cô là đọc, thế là con phải đọc cái âm nó lên, sau đó con chọn nha. Khánh Linh nào. Number one, gallery, musician, precisely, excellent. Quan trọng đi. Của con là recently đúng không? Chúng ta Của lại con giáp là, của con là B.
Không, cái câu C của con là phải từ đây không? Không, cái trong câu C này con đọc là exactly ấy. Đâu cô, con có đọc exactly đâu. Thì con đọc là gì? Recently mà. À, recently À. ha. Recently, musician. Excellent. Hello. Rồi, câu B ha. Musician. Gia Bảo. Fantastic. Ừ. Museum. Ừ. Colorful. Melodic. Rồi, nhớ cho cô là cái âm mà nó có chữ X thì nó sẽ đứng trước cái âm có chữ X lại. Fantastic. Chỗ này sẽ Fantastic. là melodic. Melodic. Rồi, museum. Museum. Ai. Câu nào? Câu nào? Fantastic museum. Colorful. Câu C hả? Quang Minh nào? Cô 3, cô 4 là cô 3 em chưa làm được. À. Cô perform. Cô hỏi câu 3 mà. Được chưa? Câu 4 chưa làm được. À, cô mời bạn khác nha. Hà My nào. Necessity. Definitely. Definitely. Traditional. Traditional. Curriculum. 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 B. Thục Uyên. Perform. Perform. Painting. Painting. Concert. Concert. Solo. À, cello. Cello. I perform. Dan. National. National. Festival. Festival. Saxophone. Saxophone. Violin. À, vire nha, đừng đọc vái, mình đi thi mình lại đánh cái âm nhắn âm một á. Vire, lean, violin. Quên mất. Tornado. Tornado. Sao nữa? Mấy cái từ kia là natural với injury. Injury. Industry hả? Không, em không Industry. xét cái A. Em xét mỗi cái C với cái D thôi. Thì cô phải đọc cho cô biết chứ. Đúng chưa nào? Natural. Injury. Rồi cho nên sẽ đọc là industry. B. Tornado. Bảo Trâm. Geography. À, đứng trước chữ X thì mình sẽ mang âm nhấn nè. Trước chữ X sao? Trước chữ X thì sẽ nhấn cái âm trước chữ X lại. Là electronic. Scientific. À. Rồi đứng trước chữ sình thì sẽ mang âm nhấn. Cái âm mà đứng trước chữ sình là preparation. A. Hà Khang. Asian Humor. human Deny. deny Friendly. friendly Deny. Yến Nhi. worry. Worried. Chưa biết bỏ qua. Chưa biết bỏ qua. Polite. Polite. Arrive. Arrive. Rồi A. Reserved. Ha. Reserved. Bảo tồn. Khánh Linh à. Mathematics. Uh-huh. Economics.
Ballistics. Automatics. Rồi, ở cái âm mà x ha, đứng trước chữ x là chữ má nè, rồi đứng trước chữ x là chữ đây, No. rồi đứng trước chữ x là chữ đây, chỉ có điều âm này nó đặc biệt cái chỗ đọc là politics ha, politics, Vâng. còn những âm kia vẫn theo cái quy tắc là đứng trước chữ x ha. Economy, sorry, economic, economic, automatic, C, politics, politics. Cả lớp phân biệt cho cô hai âm này nè. Cả lớp phân biệt cho cô nè. Phân biệt cho cô sự khác nhau giữa musician và composer. Musician và composer khác nhau chỗ nào? Composer, what does it mean? Nhạc soạn nhạc, À, nhà soạn nhạc. Musician là nhạc sĩ, nhạc sĩ. Thế hai người này khác nhau chỗ nào bảo nè? soạn nhạc là người ta viết ra mấy cái bản nhạc, còn là nhạc sĩ viết ra bài hát. Nhạc sĩ là viết ra bài hát và họ có thể chơi được nhạc cụ ha, là chơi nhạc cụ, chơi nhạc cụ và viết nhạc, còn composer thì chỉ có viết nhạc thôi. Được chưa nào? Thôi làm cho cô câu số 1. Cách làm như sau. Thứ nhất con sẽ gọi cho cô đáp án, sau đó mở ngoặc cho cô là lý do, tức là tại sao con làm câu đó. Con mở ngoặc ra cái lý do trong đó, hiểu không? Cô làm mẫu ha. Ví dụ như con nói là dance. Dance là nhảy ha, beat là theo nhịp, nhảy theo nhịp nhịp gì, thì lúc này mình sẽ chọn đáp án sẽ là drum. Vậy thì trong cái đáp án con gõ vào hộp chat cho cô là con sẽ gõ cho cô từ drum, sau đó con mở ngoặc ra lý do là có từ dance và beat, hiểu không nào? Rồi được chưa nào, ghi đáp án và sau đó giải thích cho cô nằm trong ngoặc. Câu số 2 à. Câu số 2, 30 giây bắt đầu. Cô kiểm tra phần phần hiểu từ của mình nhé. Hay là cô làm đúng mà con lụi thì cũng không được. Phải cho cô biết cái từ khóa ở đây là gì. Gõ vào hộp chat cho cô nhé. Là Thục Uyên. Poet. Poet, bởi vì sao? Bởi vì là có từ Nguyễn Du và Nguyễn Thu, Nguyễn Du là nhà thơ ha, Truyện Kiều là một bài thơ và Nguyễn Du là một nhà thơ, cho nên đáp án sẽ là poetry, từ khóa là Nguyễn Du nhé. Sorry, poet, từ khóa là Nguyễn Du, nhà thơ. Câu số 2. Câu số 2, 30 giây bắt đầu.
chăm sóc có chờ ha gia bảo nè. Con tên cô là Celine Dion, is a Canadian singer. She sang the story My Heart Will Go On. Rồi từ khóa sẽ là sign là hát được chưa con? Cho nên đáp án sẽ là singer nhé, mình đọc là singer chứ không phải là singer. Singer. Rồi từ Singer. câu, rồi câu số 4, từ câu số 4 trở đi chỉ cần gõ cho cô từ khóa, không cần gõ đáp án nha. Cô gõ từ khóa cho cô nào. Câu số 4 bắt đầu. Xem sao Khánh Linh nào. Con đưa câu câu số 4 là composer Mozart Composer. was an Austrian classical composer. He wrote over 600 pieces of Ông ấy viết, ông ấy viết viết nhạc ha, từ khóa sẽ là Mozart wrote và music. Ở các bạn nhớ gạch từ khóa cho cô nha. Composer. Cuối giờ làm xong là phải chụp sách cho cô, con sửa cho thế nào chụp cho cô xem nhé. Câu số 5. Từ khóa nè. Thanh Giáp, Hà Khang, For every joke the comedian made was screaming gives of laughter jokes like a laughter. đúng rồi, joke và laughter, joke là nói đùa, laughter tiếng cười, người mang lại tiếng cười sẽ là comedian. Comedian, dân hài. Và bây giờ trả lời trực tiếp cho cô. Cứ theo cái cách này từ đây về sau cứ làm bài này. Trước khi trả lời đáp án phải nói cho cô từ khóa nhé. Tức là mình sẽ đọc cái câu đó lên, sau đó nói cho cô từ khóa là gì. Quang Minh nào. Thưa cô, câu 6 là pianist. Từ khóa nè. Study piano. Piano, piano, pianist. Bảo Trâm nào. Musician hả? Từ khóa là gì đây? Khóa là saxophone.
Play saxophone, chơi nhạc ha, sẽ là nhạc sĩ. Musician. Đan nào, câu số 8 cho cô nào. Từ khóa là gì đây? Gallery. Gallery. Rồi đáp án sẽ là Artist. Artist, gallery phòng tranh ha, artist họa sĩ. Diễn ngay từ khóa câu số 9 nào. Phim. Phim, từ khóa là phim. Rồi, Cinderella nữa, cô bé Lọ Lem nữa. Thì ở đây sẽ là Actress. actress, diễn viên nữ. Actress. Hà Mê à, từ khóa câu cuối cùng nào. Con cô từ khóa cuối cùng là funny clothes, patent face, makes people love performing tricks. Funny clothes, painted face, make people laugh, tricks. Đáp án là, Nào. clown. Clown. Rồi về nhà làm bài, phải làm cho cô thêm ước nữa là phải gạch từ khóa, lên lớp học là nhìn tập từ khóa ngay cho cô và nhanh ngay và luôn ha. Về nhà hôm sau làm bài, nộp bài cho cô sẽ kiểm tra xem con có gạch từ khóa của bài đó hay không. Chưa nào. Một phút nữa ha, bạn nào chưa gạch từ khóa thì gạch cho cô. Câu nào sai, cô nói nè, câu nào mà con đúng thì thôi, mà câu nào mà con sai đó thì con khoanh cho cô. Được chưa? Về nhà trong quá trình làm câu nào không chắc mà cảm giác là mình lụi á, khoanh cho cô câu đó, để lên lớp là mình sẽ xem là cái câu mà mình lụi đó nó có đúng hay không. Còn cái câu mà mình chắc rồi thì mình không nói. Bởi vì đi thi con sẽ có hai dạng trường hợp là làm câu đó đúng mà làm lại vẫn sai, lý do là cái lúc làm con lụi nó trúng. Chưa? Bài số 2, bài số 3, bài số 4 nè. Bài số 4, gạch dưới từ khóa cho cô nè. Mỗi bạn làm cho cô từ gạch dưới từ khóa trước nhé. Bảo Trâm nè. Mic của Bảo Trâm cô không nghe được nha. Rồi, chưa nghe được. Không sao, Trâm kiểm tra mic lại nhé. Gia Bảo nè. How was she dance with at the party last night? Con thân cô từ khóa là party. Đúng rồi, party. Cái thứ hai nữa là mình có từ words. To be thì nó sẽ đi với một cái verb in thì quá khứ tiếp diễn ha. Rồi, phải có từ words ở đây nữa. Bởi vì party mình có thể sing mà. Mình có thể sing mà đúng không nào? Ủa? Party tại sao không phải là sing mà phải là dance? Có Mình từ à. cô là cô nghĩ là phần lớn là party À, sao không phải là mình sinh nhỉ? lớn là chứ có phải là tất cả đều dance đâu, Hả? Thì tại vì câu dưới nó dùng sinh rồi cô ạ. con phải trả lời cho cô là bởi vì ở dưới có cái câu dùng sinh rồi. Đúng không? Chứ lỡ câu này cô mới nhìn vào, cô đang văng văng, party người ta cũng hát được mà. Thế nào? Rồi, sing. Trên này ở trên này sẽ là dancing. Câu tiếp theo. Yến Nhi nào. Mozart composed his first piece of music when he was 5 years old. Đúng rồi. Soạn nhạc. Quá khứ ha. Compose. Chuyển về quá khứ của nó. Compose. Thục Uyên nào. Usually paints in watercolor. Từ khóa là watercolor và usually Usually đúng rồi. Thì hiện tại đơn.
Paints. Hà My. Câu 5 nào. Cô năm từ khóa là musical instrument, con điền là Con điền là play. learn, mình sẽ có cụm từ là learn to do, learn to do, cho nên ở đây mình sẽ điền là learn to play, learn to play. Đan nào. Perform. So far. Gì nữa nè? Gallery. Tác phẩm ở bảo tàng, ở phòng triển lãm. So far là thì gì đây? So far mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Have passed. Cũng bay đi. Rồi, đáp án trong câu này sẽ là triển lãm tranh là gì đây? Đan. Đọc lại cho cô nào, cô không nghe. Từ nào dùng rồi bỏ cho cô nè. Play nè. Dance. Sing. Compose. Can't. Rồi. Triển lãm tranh là từ nào đây? Chắc chắn không phải là draw rồi đúng không? Không phải là tag. Perform là trình diễn. Suy ra triển lãm sẽ là exhibit. 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 Triển lãm tranh. So far là hiện tại hoàn thành, cho nên phải làm thêm cái bước nữa là chi thì. Chi thì là have exhibited. Exhibited. Mami nè. Con năm cô 7 từ khóa là elephant và colored, còn khóa là drill. Drew. Từ colored thì quá khứ nha. Người ta đang chia ở quá khứ đơn nè. Mình đâu có từ and thì mình sẽ nối hai động từ có cùng thì với nhau. Vẽ và tô màu nó. Draw chuyển thành drew. Draw drew. Quang Minh. Cô 8 là taking. Bởi vì có từ Enjoy the photos. enjoy thì thêm in ha. Checking. Ngọc Diệp nè. Number 9 is performing. Perform là trình diễn đúng không nè. Ngày mai. Ngày mai là tương lai. Mà khi trình diễn thì người ta phải lên lịch, bao gồm thời gian, địa điểm, ở đâu. Cho nên nó được gọi là một kế hoạch trong tương lai. Khi nói về một kế hoạch trong tương lai, khả năng xảy ra cao, dùng hiện tại tiếp diễn. Được chưa nào? The band số ít dùng cho cô chữ is. Performing. Rồi. Và con sẽ mở ngoặc ra lý do cho cô là gì? Một kế hoạch trong tương lai. Khi nó đã gọi là kế hoạch rồi, thì mình phải kế hoạch hoặc là một sự sắp xếp ha. Nó có thời gian địa điểm cụ thể. Có thời gian địa điểm cụ thể. Con sửa ngay trên cái đề cho cô nhé. Có thời gian địa điểm cụ thể. Thì mình sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Cô ơi, tại sao trong câu này đâu thấy thời gian địa điểm đâu? Nhưng mà cái từ ban nhạc mà nó diễn trực tiếp á, thì nó phải xảy ra, nó phải có lịch trình. Được chưa nào? Nó phải có lịch trình thời gian biểu. Nó bị nhảy chữ rồi.
nghe nào. Alice Pye was chosen to take the part of the lawyer in the film. Lawyer là luật sư trong phim. Thì người này được chọn để act. Rồi mình có cái cấu trúc là choose to verb, và chuyển về câu bị động sẽ là be chosen. Be chosen to verb. Chosen to verb. Chosen to verb. Chọn để làm gì đó. Cho nên mình sẽ dùng là to act. To act. Bài số 5 nhé. Bài số 5. Ghi nghĩa cho cô. Có chỗ ghi nghĩa đâu nè. Mình ghi ở phía trên cũng được ha. Exhibition. Biết rồi. Từ nào không biết không? Pleasure là niềm vui ha. Niềm vui. Cái từ kia biết nghĩa không? Classic, cổ điển. Exhibition. Gia bảo, exhibition là gì? Trưng bày chưa hả? Đúng rồi, trưng bày hoặc là triển lãm. Popular, Khánh Linh. Popular là phổ biến. Hammy instrument. Con có instrument là nhạc cụ ạ. Nhạc cụ. Singer biết rồi ha. Theater, Nhi nè. Nhà hát. Nhà hát. Cái con nghe nghĩ ngay trên cái từ ở trên đó thôi nha. Cô gõ đi cho dễ nhìn. Classic, cổ điển. Pleasure, niềm vui. Dancer, vũ công. Language, artist. Họa sĩ. Rồi, cho cô biết từ loại ở đây cần điền là gì đây? Câu số 1, Minh Lập, từ loại là gì? Từ loại là danh từ của Và danh từ, đáp án là singer. Singer nhé. Ngờ, 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 singer. Đan, câu số 2, từ loại. Anh được. Danh từ. Đáp án nào. English là gì nhỉ? English là tên của một một gì? Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, nó là tên của gì á đó? Language. Đúng rồi, nó là tên của một ngôn ngữ. Ngôn ngữ tiếng Anh. Ngôn ngữ tiếng Anh. Và cái câu số 1 thật ra là nhìn vô cô không biết là singer đâu, làm sao mình mới quay lại được tại cô không biết cái người này.
Cô phải tra đi. À, phải đi tra Google đúng không? Tại cô không biết tra Google người này cho nên phải làm ở dưới làm lên. Đi thi đâu có tra được đâu. Đó. Rồi. Gia Bảo nào. Nên cô câu số 3 là artist. Artist. Từ khóa là Picasso. Ở giữa mình sẽ điền. Điền danh từ. Danh từ là influential là tính từ. Sau nó sẽ là danh từ. Artist. Câu tiếp theo, Khánh Linh, từ khóa, sorry, từ loại là gì đấy? Sau đờ thì mình sẽ giống. Danh từ ạ. Danh từ. Theater. Ủa sao trong này toàn danh từ không vậy? À, có tính từ nữa. Rồi. Watch, video. Từ khóa là video. Ở đây mình dùng theater. Yến Nhi nè. Từ loại là danh từ. Danh từ, sao giới từ dùng danh từ. Brother can play a variety of instruments. A variety of sẽ đi với một danh từ số nhiều nhé. A variety of đi với một danh từ số nhiều. Play instruments. Hà Khang. Học viên. Number six is last week I came to see an exhibition of the farmer's beliefs. Danh Center farmer lives. Ở đời sống của người nông dân. See là xem. Trong này chỉ xem được cái gì? Exhibition. Xem triển lãm nè. Trưng bày. Bảo Trâm nè. Chỗ đây mình sẽ dùng một tính từ dài. À, Từ tính từ khóa dài. là piano và viola. À, thực ra trong câu này nó chỉ có đúng duy nhất một cái tính từ gì? Có hai tính từ thôi. Là classic và popular. Thì piano nó sẽ dùng tính từ là popular. Popular. Hà My. Cô là câu 8, con là classic. Classic. Phim gì đây? Con gọi là classic là một tính từ vì đằng trước nó là một động, nhóm danh từ. Đúng rồi, mình chỉ cần duy nhất một tính từ thôi. Phim cổ điển ha. Ngọc Diệp nè. Number nine is better. Is trở thành một nhạc sĩ chính là một pleasure niềm vui hoặc là một niềm vinh dự ha. Pleasure niềm vui hoặc là niềm vinh dự. Khánh Linh nè. Number 10 is dancer. Dancer. Ballet là gì nhỉ? Là vũ công Ballet. ballet ạ. Đúng rồi. Ở ballet. Bài số 6 nè. Và trước khi cho cô đáp án thì mình sẽ xác định một lúc luôn là từ loại của nó trước nhé. Xác định từ loại trước. Con phải làm cho cô một bước là con sẽ ghi công thức vào. Ở câu A mình có đờ đi với gì đây Quang Minh? Là con động từ Đờ đi với động từ à? nhầm danh từ của À, đi với danh từ. Chỗ này có chữ A đi với danh từ số nhiều nhé.
Rồi, câu số 2 từ loại là gì đây? Siêu, sao chưa mình phải dùng loại gì đây Yến Nhi nào? Sao chưa mình sẽ dùng động từ sao? Động từ quyết mẫu. Động từ nguyên mẫu, được chưa? Try, chill, verb. Câu số 4, on. Sao giới từ dùng cái gì đây? Gia bảo. Cô là sau giới từ dùng nào. Viết cho cô nha. Sau giới từ mình sẽ dùng một verb in hoặc là một danh từ. Vậy khi nào mình dùng verb in, khi nào mình dùng danh từ? Nếu như sau verb in mình có một tân ngữ thì con sẽ dùng verb in cho cô. Còn nếu như đằng sau nó không có tân ngữ thì con sẽ dùng danh từ. Phần lớn là như thế ha. Ở bài này mình không có tân ngữ cho nên ở đây mình sẽ dùng một danh từ. À, nếu như trong cái bài đó nó cho mình cả danh từ và động từ thêm in thì con phải xem đằng sau cái dấu ba chấm đó nó có phải là một tân ngữ hay không. Nếu là tân ngữ thì chọn verb in, nếu không có tân ngữ thì chọn danh từ. À, Thục Uyên nào. D là tính từ sở hữu ha. Tính từ Thì đi sở hữu, với là danh từ. đúng rồi, tính từ sở hữu đi với danh từ nhưng mà đằng sau nó đã có danh từ rồi thì lúc này mình sẽ dùng cái gì? Đi với tính từ. Tính từ, đi với tính từ. Bảo Trâm nào. À, ờ là mạo từ ha. Rồi, mạo từ, very là một trạng từ, impressive là một tính từ. Vậy thì sau tận cùng của nó mình sẽ dùng gì đây Bảo Trâm? Không rõ ạ. À, con không rõ ha. Rồi mình sẽ dùng danh từ nhé. Đây là một cụm danh từ luôn. Đây là một cụm danh từ nhé. Cụm danh từ. À, con sẽ có là mạo từ, trạng từ, tính từ và danh từ. Hà Khang nào. Ờ là mạo từ nè. Mạo Google là tính từ. tính từ và sau đó đi với à danh từ. Bởi vì nó đã có tính rồi thì mình sẽ dùng danh. Đan. Câu này mình dùng cái gì nhỉ? Ờ là mạo từ nè. À, ở phía tận cùng của nó có danh từ rồi. Ở giữa mình dùng gì đây Đan? Ở giữa mình dùng cái gì đây? À, bình thường là mình sẽ dùng tính từ. Tuy nhiên cái từ poetry nó không có hình thức của tính từ. Cho nên lúc này người ta tạo nó thành một danh từ. À, danh từ nhưng mà là đóng chức năng của tính từ. Nó gọi là danh từ tập hợp. Hai danh từ tạo lại với nhau tạo thành một cụm danh từ. Trong bài này mình không có rồi, từ phát biệt nó không có hình thức của tính từ cho nên người ta sẽ dùng danh từ để làm tính từ. À, Mary nào. Mary à. À, mình có do là tính từ sở hữu. À, tính từ sở hữu. À, cuối cùng người ta đã cho mình một danh từ rồi thì ở giữa mình sẽ chen cái gì vào? Danh từ ạ. À, mình có danh từ là Tính từ ạ. đúng rồi, có tính từ rồi thì dùng, có danh từ rồi thì dùng tính từ. Yến Nhi. Ờ, famous. Bạo từ cộng kính từ cộng danh từ. Đúng rồi. Gia Bảo. The. Được. Cộng một. Câu này đằng Không. sau nó đã có danh từ rồi thì ở giữa mình sẽ dùng cái gì đây? Bốn danh từ thì ở giữa mình Tức là ở đằng sau nó có danh từ rồi nè. Thì trước danh từ mình sẽ dùng cái gì đây? chắc danh từ dùng mà tính từ. Đúng rồi, dùng tính từ. Dùng tính từ. À, Quang Minh nè. Câu này là hình thức chủ từ be nè. Trạng từ, tính từ nè. Thì ở trước đó mình sẽ thêm cái gì đây? Đây là mình thêm À, tính từ thì bộ nghĩa cho à, sorry, trạng từ thì bộ nghĩa cho tính từ. Thì cái gì bộ nghĩa cho trạng từ? À,
dùng trạng từ nhé. Trạng từ, bộ nghĩ cho trạng từ. Tính từ không thể nào bộ nghĩ cho trạng từ được. Được chưa nào? Khánh Linh nào, cái con phải làm cái bài này trong vòng 1 tháng, sau đó con mới nhớ cái công thức này, từ đây về sau con nhìn vào là con chia ngay lập tức luôn, không cần phải ngồi đắn đo suy nghĩ nữa. Khánh Linh, câu 12. Câu 12 thì từ mình điền ở đây sẽ là tính từ ạ. Mình có từ sang là gì đây? Sang là danh từ ạ. À đúng, À, sang là động từ. động từ rồi đi tới tăng ngữ. Mà câu đã có động từ tăng ngữ thì thiếu gì? Cái gì bộ nghĩa cho động từ đây? Danh từ ạ. À, hôm trước cô dạy câu đơn nè, hôm trước cô dạy câu đơn là chủ ngữ đi với động từ. Đúng không? Chủ ngữ đi với động từ, đi với tăng ngữ. Mà câu này đã đủ 3 thành phần rồi thì mình thiếu cái gì? Tính hay trạng từ? Tính từ Tính từ à, sẽ đâu không đi được. chạm À, chạm từ, trạng từ. Trạng từ mới bổ nghĩa được cho động từ ha. tại Đan vì từ nào. đằng sau là tính từ. Đúng rồi. Cái từ đằng sau nó là cái vế sau rồi. Cái chỗ này mình sẽ tính cái khúc này nè. Ha. Từ từ sang cho tới vị trí đây sẽ là động từ đi với trạng từ. Trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Đan câu 13 dùng từ loại gì đây? Danh từ Danh từ. Tại sao? thì ở đằng sau nó là tiếng. Mà đằng sau nó là to be. Thì danh từ làm chủ ngữ. Được chưa? Danh từ làm chức năng của chủ ngữ. Danh từ làm chủ ngữ. Khi nó là chủ ngữ thì dùng cho cô một. Một danh từ. Ý nghe nào. The film, the film, the là mạo từ nè. Sau mạo từ là đã có danh từ thì ở giữa mình sẽ dùng cái gì đây? Từ. Tính từ. Gia bảo nè. Con thân con music. Instruments. Instrument là danh nè. Trước danh từ mình dùng gì đây Bảo? Tương anh tưởng mình tính từ. Đúng rồi, trước danh từ dùng tính từ. Rồi bây giờ mình mới qua cái bài này ha. Bắt đầu mình sửa bài. Yến Nhi câu số 1 nè. The characters in this film are very famous. Chỗ này mình dùng danh từ mà character lại là danh rồi. À, chữ A là số nhiều mình thêm S vào. Bảo Trâm câu số 2 nè. Su động từ giữ nguyên lúc này mình làm sao đây? Hả? À, từ khinh. Control. Đúng rồi, control là động từ giữ nguyên. Minh câu số 3 nè. Câu số 3 là Danh từ của nó là gì? exhibition. À, exhibition. Exhibition. Khánh Linh câu số 4. Tính từ của từ originate. Tính từ của từ originate là original. À, original. 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 Hà Mi. À, danh từ của từ perform. Là cô danh từ của từ perform là performance ạ. Từ perform nó có hai danh từ là performance và performers. Và trong câu này nó nói về một đó chính là, thì nó không phải là người. Không phải là người thì sẽ là performance. Còn nếu là cậu ta thì sẽ là performers. Cậu ta sẽ là người trình diễn. À, Gia Bảo, danh từ của từ photograph mà là con người thì sẽ là gì đấy? À, đúng rồi. Photographer nhé. Photographer. Photographer. Hà Khang. We took the children to
puppet show. Puppet show. À, thật ra cái từ này mình được dùng cả puppetry và puppet luôn. Chỉ có điều là nó hơi khác một tí. Cái quy mô nhỏ thì người ta sẽ dùng puppet show. Nó kể một câu chuyện ngắn thôi. Còn puppetry thì nó quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và đòi hỏi kỹ năng cao hơn. À, bài này con có thể điền cả từ puppetry show nữa. Bởi vì trong câu này nó không có đưa ra cái ngữ cảnh là nó quy mô hay là không quy mô. Tức là con điền cả hai từ đều đúng nhá. Nhưng mà lên trường mà lỡ giáo viên ra đề thì chọn cho cô từ đây. Bởi vì cái từ này nó nằm trong sách chương trình lớp 7. Cho nên mình phải chọn từ puppet show. Bởi vì giáo viên chỉ nhận một đáp án thôi. Còn về mặt ngữ pháp sau này con đi thi IELTS, con viết cả hai từ không có sai. Nếu mà nó không đưa ra ngữ cảnh, không nói cái nào quy mô hơn thì mình được quyền chọn cả hai. Rồi, Thục Uyên nào. What's your favorite color? Tính từ của favor là favorite. Bảo Trâm. Ông ấy là một danh từ của từ music mà chỉ người thì là musician, musician. Ngọc Diệp, tính từ của từ compel, compel là bắt buộc. Compulsory. Từ này mình sẽ đọc là compulsory. Compulsory. Compulsory, có nghĩa là bắt buộc nha. Từ này từ mới cái con ghi chú nghĩa vào. Bắt buộc. Bắt buộc. Hà My, trạng từ của originate. Cô là trạng từ của originate là originally. Originally. Quang Minh, trạng từ của từ art. Từ Art. article Articley. Art là mỹ thuật đúng không? Rồi artist là gì họa sĩ. Rồi artistic là có tính họa sĩ. Rồi thêm ly vào. Artistically. 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 Đan nào. Nghệ thuật chụp hình thì gọi là gì? Photography, nhấn âm hai nhé. Photography, nghệ thuật chụp hình, gọi là nhiếp ảnh, của photograph là bức hình thôi. Gia Bảo. Avatar is probably badly thing I ever Thứ nhất là từ bad nó đã là work. tính. Bảo ơi, cái từ bad nó đã là tính từ rồi mà con dùng từ badly nó là trạng từ, thì lúc nãy mình đã xác định câu này là tính từ rồi, vậy thì lúc này mình sẽ chuyển nó như thế nào? Rồi ghi cho cô một công thức nè, ghi cho cô công thức là so sánh nhất. Con sẽ chia so sánh nhất với cái cụm thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn Worst. thành. Đúng rồi, worst. So sánh nhất của nó là worst. Trong tất cả những gì mà tôi đã từng làm thì cái đó là cái gì đó tốt nhất hoặc là tệ nhất. Khi nhìn thấy cái cụm từ là I have ever seen nhá, hiện tại hoàn thành thì sẽ chia cho cô so sánh nhất ở đằng trước của nó. Cô ấy là cô gái lì lợm nhất mà tôi từng thấy. Cậu ta là người thông minh nhất mà tôi từng thấy. Câu cuối cùng nè, cô mời Hà My nè. Con gọi là musical. Musical instrument. Rồi, về nhà làm cho cô các bài còn lại nha. Để cô xem cái bài nào cô bỏ lại bớt nha. Để cô cho dạy ngữ pháp. Lập cho cô bài 11.
Không được, không được. Cô chưa dạy ngữ pháp sao làm đây? Làm cho cô nè, khoanh vào nhá. 10, 12, khoanh cho cô nè. 12, 13, 14, 32, 13, 14. Quyển chuyên sau. Unit 4. Nhiệm vụ thứ Cô 2. cái bài từ bài 8, bài 10 là không làm. Không, Có bài bài đó. cô. Không, làm ba bài đây thôi. Cái bài kia để cô dạy làm. Ai làm được thì làm nhé. Còn ai không làm được thì làm cho cô ba bài đây trước. Nhiệm vụ thứ hai là quay cho cô từ vựng. Quay video đọc từ vựng nhé. Quay video đọc từ vựng. Và bây giờ từ đây về sau bắt buộc một điều luôn, cô biết là mình có sửa cái bài đó một cách chi tiết hay không để Cô mình tránh. từ vựng là cô từ vựng là từ vocabulary để hết là cô. Vocabulary đến hết, nhưng mà cô không cần phải đọc ví dụ á, cô chỉ cần đọc từ vựng cho cô. Là Nếu bạn đây, bạn nào sao con? đọc đến hết là tức là đọc từ trang 62 đến trang 65 ạ. Một cái xem. Đúng rồi. Từ trang 62 tới trang 65, nhưng mà con chỉ cần đọc từ thôi, con không cần phải đọc ví dụ ha. Từ trang 62 tới trang 65 làm cho cô nè. Bởi vì nếu mà con đọc nghĩa tiếng Việt ra thì nó sẽ kéo dài cái video, cho nên lúc này bạn nào mà không không quay cái vở thì phải đọc nghĩa tiếng Việt. Còn nếu như con đã quay cái vở của mình rồi thì cô đọc tới đâu thì con chỉ cái bút tới đó cho cô nghe cái từ đó con đọc. Được chưa nào? Là con chỉ cần đọc từ tiếng Anh thôi, không cần đọc tiếng Việt. Bạn nào mà không quay cái trang mà mình đang đọc thì bắt buộc phải kèm nghĩa tiếng Việt vào, bởi vì con mà đọc sai một âm là cô không nhìn, không nghe ra được con đọc âm nào. Được chưa? Bởi vì từ vựng nhiều cho nên bài tập cô chỉ cho ba bài đây thôi. Còn cái phần mà cái bài còn lại, nếu mà con cảm thấy cô làm được thì con cứ làm. Cô khuyến khích làm, cô không thì thôi làm. Nhiệm vụ của con là phải làm cho cô ba bài này và quay video đọc từ vựng. Rồi, bây giờ là sau khi thoát nhóm trong vòng 5 phút, sau khi ao ra, con phải gửi cho cô cái bài ngày hôm nay con đã sửa như thế nào trong sách cho cô xem. Được chưa nào? Con cô là hôm nay kiểu con cũng xong rồi đi việc nhiều nên là con xin phép cô là ngày mai con gửi bài, ngày mai con xem lại video và con gửi bài. Rồi ok, nãy Mary bị văng nhiều quá ha. Rồi bây giờ các con phải lật qua chụp cho cô xem để cô biết cái chỗ nào mình đúng, cái chỗ nào mình sai sửa như thế nào. Hôm sau cô sẽ nắm những cái câu con sai lên, cô dò bài mấy câu đó. Chụp cho cô nha. Bây giờ mình nghỉ ha. Goodbye class. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Thank you.